Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bòn TV. Ngày hôm nay mình sẽ đi qua một vài cái chức năng cơ bản trên chiếc Yuho Tab 8 này nha các bạn. Mình thấy chiếc Yuho Tab 8 này nó loạn quá các bạn ơi. Khi mà mình để ngang cái màn hình ra nó không có xoay màn hình. Khi mình vào một cái ứng dụng nào đó thì nó mới xoay màn hình, chứ ở ngoài màn hình chính nè, nó không có xoay màn hình được. Không hiểu tại sao luôn. Nè, tự động xoay nè. Đó, nó không xoay được. Bây giờ mình sẽ vào YouTube để xem thử là cái chất lượng hiển thị của nó với cái loa của nó có hay không nha các bạn. Sao kỳ vậy ta? Mình đang xem ở chất lượng 1080 50 fps nha các bạn. Mà mình thấy nó lag quá à. Tiếng đi trước hình rồi nha các bạn. Mình không biết lý do tại sao luôn. Và cái loa nó cũng rất là nhỏ luôn. Theo mình nghĩ thì chắc chiếc máy này chỉ chạy được Full HD 30 fps thôi các bạn ơi. Để mình xem thử một cái clip khác của mình xem. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bòn TV. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn. Nhận ra có quá nhiều thứ khiến em lùi bước. Giờ còn lại những vỡ tan. Chẳng thể ở bên cạnh em những tháng ngày dài. Cố chấp biết mình sai. Vì em có một nơi phải quay về. Rồi ok. Vậy là xem YouTube chúng ta chỉ có thể xem ở chất lượng 1080 30 fps thôi nha các bạn. Chứ 5S trở lên thì mình thấy là tiếng đi trước hình rồi đó, nó hơi lác lác nha. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ vào Chrome để lướt web thử xem những cái phông chữ rồi hình ảnh nó hiển thị có rõ ràng không nha các bạn. Rồi ok, tóm tắt lại là khi các bạn xem YouTube thì các bạn chỉ có xem được ở chất lượng 1080 thôi nha các bạn. Còn khi các bạn tăng từ 1080 50 fps trở lên thì bắt đầu có cái hiện tượng là âm thanh đi trước hình ảnh nha các bạn, rất là lag luôn. Các bạn nghĩ mình có nên thử test camera của chiếc máy tính bảng này không? Rồi thử đại đi ha. Quá đẹp luôn các bạn ơi, nó hơn mình nghĩ rất là nhiều. Mình không có tính test camera của chiếc máy tính bảng này, nhưng mà sao máy tính bảng chụp hình đẹp quá vậy ta? Tại vì mình không có nghĩ mấy cái dòng máy tính bảng mà hơn 1 triệu chụp hình đẹp vậy đâu. Nè các bạn nhìn nè, rất là bất ngờ luôn, cực kỳ bất ngờ luôn các bạn ơi, rất là đẹp. Đẹp ở đây là so với cái tầm giá mà camera trên máy tính bảng nha các bạn, rất là đẹp. Rồi ok. Clip này mình chỉ làm review một vài cái chức năng cơ bản trên chiếc Yuho Tab 8 thôi, chứ mình không có chơi thử game nha các bạn. Bởi vì chơi thử game thì cái clip nó sẽ rất là dài luôn. Cho nên cái clip mà mình test game Liên Quân và Free Fire á, mình để qua clip sau nha các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like và subscribe. Còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.